Người ta bảo sinh con gái cho nết na thùy mị, ái nữ của Tăng Thanh Hà giống hệt mẹ, nhưng theo con đường đả nữ từ nhỏ. Lisa nhà Hà Hồ nhỏ xíu đã gan dạ hơn em, càng lớn càng ra dáng chị đại y hệt mẹ. Thẳng lên. Mẹ tập gym cái mặt mẹ đâu vậy đâu. Con gái Võ Hạ Trâm trầm y như giọng hát của mẹ con cô ấy vậy. Người ta thường hay bảo sinh con gái cho nết na thùy mị, nhưng câu nói này cứ như thể sinh ra để mọi thứ đi theo chiều hướng ngược lại vậy. Các tiểu thư con nhà sao Vbiz hầu như đều cá tính và cực chất. Tăng Thanh Hà vừa khoe ảnh góc nghiêng khá rõ mặt của con gái Chloe Nguyễn. Dù vẫn chưa thấy rõ hoàn toàn khuôn mặt nhưng ai cũng nhìn ra diện mạo xinh đẹp của Rikki này. Cô bé đặc biệt sở hữu nụ cười rạng rỡ và làn da ngăm khỏe mạnh giống mẹ. Qua hình ảnh hai mẹ con, nhiều người cũng tin chắc tương lai Chloe cũng sẽ xinh đẹp chẳng thua kém gì mẹ. Tuy nhiên, có vẻ nàng tiểu thư này không đi theo con đường ngọc nữ như mẹ được rồi, vì ngay từ nhỏ bé đã cá tính và mạnh mẽ, được ba mẹ cho học toàn những môn thể thao mạnh như boxing hay lái xe địa hình. Dáng người cao, chịu chơi, chịu vận động, nhìn thế nào cũng thấy ái nữ nhà Hà Tăng tương lai sẽ là một đả nữ đích thực. Cô bé Lisa nhà Hồ Ngọc Hà cũng được ví như là bản sao của mẹ khi sở hữu đôi chân dài và gương mặt càng lớn càng xinh. Tuy là con gái nhưng ngay từ nhỏ cô bé đã gan dạ hơn cậu em Leon rất nhiều, khi đi bác sĩ chích ngừa không hề khóc, cũng rất chịu khó khám phá đó đây, lúc chơi đùa có ngã cũng tự mình đứng lên tiếp tục vui chơi. Hiện tại ở tuổi lên 4, Lisa càng trưởng thành hơn và giống mẹ hơn trước nữa. Lisa thừa hưởng gen vận động từ mẹ, từ nhỏ đã thích tập thể dục, luyện yoga. Hiện tại khi đi trung tâm thể dục, cô bé lúc nào cũng luyện chăm chỉ và đúng động tác, cũng rất chịu khó chơi các môn thể thao vận động khác, hoàn toàn là một cô bé năng động, gì cũng dám thử, vận động chạy nhảy cả ngày không chán. Bắt Lisa ngồi an tĩnh một chỗ mới thực sự là khó đấy. Winnie nhà Đông Nhi và ông Cao Thắng ngay từ nhỏ đã luôn là một cô bé tinh nghịch, luôn phát minh ra những trò chơi thú vị. Có lần cô bé dùng bút màu vẽ lung tung lên cả mặt mình và ba Thắng, cái sự quậy đục nước này báo hiệu tương lai cô bé sẽ rất cá tính. Và quả thật là như vậy, ở tuổi lên 4 Winnie đã hoàn toàn trở thành một cô nàng ngổ ngáo phiên bản nhí với đủ các kiểu chơi đùa. Em cực nhiều năng lượng và giàu biểu cảm, không ngại diễn tới bến khi có máy quay chụp với hàng tá biểu cảm không trùng nhau luôn. Cái nết ăn uống của Winnie cũng bá đạo lắm, thích thì dùng nĩa ưng thì bốc tay, một mình một kiểu ăn uống thoải mái chẳng câu nệ hình tượng chút nào. Đặc biệt cô tiểu thư này cảm nhạc rất đỉnh, cứ nghe nhạc là tự động tay chân nhún nhảy đủ mọi tư thế và động tác. Có thể nói, Winnie mang một tâm hồn tự do, có thể tự chơi tự vui với những trò chơi độc lạ ở khắp mọi nơi. Cô bé môn nhà Võ Hạ Trâm cũng thừa hưởng gần như toàn bộ từ tính cách tới chất giọng của mẹ. Em sở hữu ngoại hình lai ấn tượng, luôn vui vẻ, thích chạy nhảy và vui chơi khắp nơi. Ngay từ nhỏ Moon đã thích ca hát và có thể hát bằng tất cả đam mê tại mọi địa hình, mọi hoàn cảnh. Giọng hát của cô bé thì cũng rất dì và này nọ đó, đọt dưa chẳng thua kém gì mẹ Trâm đâu. Thích chơi trong khu vui chơi, thích tắm biển, thích vẫy nước, nói chung là trò chơi nào cô bé cũng đam mê cả, chơi rất hăng say không biết mệt. Có lần mẹ Trâm quay lén ở lớp học, Moon ngồi tướng rất bá đạo, quan sát xung quanh. Có bé gái bê ghế lại ngồi cạnh nhưng nhóc tì này không chịu, thế là lập tức lên tiếng không cho phép ngồi, rất cứng rắn làm bé kia lại phải bê ghế ra chỗ khác. Ngay từ cái dáng ngồi, cách trò chuyện của Moon là đã thấy dáng dấp của một chị đại rồi, lớn lên cũng phải cỡ mẹ Trâm trở lên đó nha.